Mới đây, hình ảnh nhóm phụ nữ ăn mặc phản cảm tại chùa Linh Quy Pháp Ấn thuộc thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ngôi chùa khá nổi tiếng khi được nhiều bạn trẻ đến đây tham quan, chụp ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Theo những hình ảnh được chia sẻ, nhóm này khoảng 20 người, chủ yếu là phụ nữ ngoài 30 tuổi. Những người này mặc trang phục tập yoga với quần dài ôm sát hoặc quần ống rộng cùng áo crop top khoét nách, hở bụng rồi tạo dáng chụp hình ở khu vực cổng trời trước chùa. Đây là những trang phục không phù hợp nơi tôn nghiêm như chùa. Đã vậy, nhóm phụ nữ còn được cho là không ý tứ, thản nhiên cười đùa lớn tiếng, tạo nhiều tư thế chụp ảnh khiến các du khách khác vô cùng bức xúc. Một du khách chụp lại những hình ảnh này cho biết, nhóm phụ nữ lên chùa vào khoảng 7 giờ sáng. Trên đường đi, họ vẫn mặc áo khoác, đến nơi mới cởi ra rồi tạo dáng chụp ảnh ở cả ba cổng trời. Nhóm này là những người tập yoga, có một thầy giáo đi cùng và hai ba nhiếp ảnh gia chụp hình. Vị khách này cũng cho hay, nhóm phụ nữ kia nói chuyện khá ồn ào, cười đùa lớn tiếng, làm phiền nhiều du khách khác tham quan và chụp ảnh. Đến khi vị khách này ra về vào khoảng 7 giờ 30 phút, nhóm này vẫn chưa chụp hình xong. Nhiều du khách có mặt khá bức xúc nhưng vì nhóm đó khá đông nên mọi người cũng ngại nhắc nhở, không muốn xảy ra cãi vã chốn thanh tịnh, một du khách bức xúc. Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận chỉ trích, đến nơi tôn nghiêm mà ăn mặc kiểu này, còn uốn éo cười giỡn thì tôi cũng chịu. Toàn các chị ngoài 30 rồi mà sao ý thức kém thế? Có lẽ lượng khách tham quan dịp Tết dương lịch quá đông nên nhà chùa không quản lý được hết. Mấy lần đi du lịch được mọi người rủ vào chùa nhưng mình không vào vì lỡ mặc đồ ngắn, làm ơn tôn trọng chốn tâm linh chút đi. Thầy Pháp Nghĩa, quản chúng tại chùa Linh Quy Pháp Ấn, cho biết nhóm khách trên chưa xin phép chụp ảnh tại nhà chùa. Nếu họ có xin phép xong với trang phục như trong các bức ảnh được ghi lại, chùa cũng sẽ không đồng ý. Hôm qua, các sư thầy tổ chức khóa tu ở một ngôi chùa khác, nhiều sư thầy đi tham dự khóa tu, hướng dẫn Phật tử nên có sự chậm trễ trong việc quản lý khu vực cổng trời. Bên cạnh đó, do đúng dịp nghỉ Tết dương lịch nên lượng khách đến tham quan chùa rất đông, khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, thầy Pháp Nghĩa nói. Chùa Linh Quy Pháp Ấn vốn đặt biển thông báo các loại trang phục không được phép mặc khi vào khu vực tôn nghiêm. Tuy nhiên, vẫn có nhiều khách tham quan làm trái quy định. Thầy Pháp Nghĩa cho hay chùa có bảo vệ trông coi, nhắc nhở du khách về trang phục nhưng xin nghỉ vài ngày nay. Thông thường, khi bảo vệ thấy khách mặc trang phục ngắn sẽ cho mượn váy chống nắng để khoác hoặc nhắc khách mặc thêm áo dài.